Giải pháp kỹ thuật tán sỏi nội soi niệu quản 1/3 dưới bằng holmium laser tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tác giả Đoàn Tiến Dương, địa chỉ khoa nội thận tiết niệu Nam học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Kỹ thuật tán sỏi nội soi niệu quản 1/3 dưới bằng holmium laser đã được áp dụng thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Kỹ thuật đã thể hiện ưu điểm vượt trội về nhiều mặt như không có sẹo mổ, thời gian nằm viện ngắn, hậu phẫu nhẹ nhàng, bệnh nhân có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe, có thể can thiệp nhiều lần khi bệnh nhân có sỏi tái phát. Chi phí điều trị thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo được niềm tin cho bệnh nhân, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.